Tuyên bố chấn động chết là hết không có linh hồn và kiếp sau. Trong hàng ngàn năm qua, quan niệm về sự tồn tại của thế giới bên kia cũng như những câu chuyện về đầu thai chuyển kiếp thu hút sự quan tâm của công chúng cũng như giới chuyên gia. Vì vậy, không ít nhà khoa học đã dành thời gian, công sức để giải mã bí ẩn về kiếp sau. Tiến sĩ Sean Carroll, chuyên gia vũ trụ và giáo sư vật lý học tại Viện Công nghệ California, Mỹ là một trong số đó. Ông đã dành nhiều năm để nghiên cứu về cuộc sống sau khi con người chết. Theo tiến sĩ Carroll, để tồn tại cuộc sống sau khi qua đời, ý thức sẽ phải tách rời khỏi thể xác. Thế nhưng, giới khoa học đã chứng minh ý thức thực sự được cấu thành từ một loạt nguyên tử atom và điện tử electron. Vậy nên, ý thức không thể bị tách khỏi thế giới vật chất. Từ đây, tiến sĩ Carroll nhận định những tuyên bố về một dạng ý thức nào đó vẫn tồn tại sau khi con người qua đời, thể xác phân hủy là điều khó có thể xảy ra. Tiến sĩ Carroll cho biết thêm, không có cách nào để những thông tin được lưu giữ trong não bộ tồn tại sau khi con người qua đời. Không những vậy, tiến sĩ Carroll chỉ ra việc tin rằng tồn tại thế giới khác sau khi qua đời đi ngược lại các quy luật vật lý mà chúng ta đã biết đến. Đến nay, giới khoa học chưa tìm được bất cứ bằng chứng xác thực nào giúp chứng minh linh hồn có thể tách rời khỏi cơ thể. Từ những điều này, tiến sĩ Carroll đi đến nhận định, sau khi qua đời, cuộc sống của con người chấm dứt và không hề tồn tại thế giới khác nơi linh hồn sẽ đến và có thể đầu thai, chuyển kiếp, bắt đầu một cuộc đời mới. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy nhấn nút subscribe và theo dõi để ủng hộ kênh nhé.